và Việt Trung xin được kính chào quý vị khán giả. Rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình Mua gì ở đâu với sự đồng hành của Sài Gòn Cổ Úc. Và Mua gì ở đâu hôm nay sẽ mang đến những thông tin mua sắm giải trí hấp dẫn. Và đặc biệt trong phần cuối của chương trình, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những gợi ý trải nghiệm ẩm thực khi đến với An Giang. Quý vị đừng bỏ lỡ nha. Thưa quý vị, năm nay không khí Black Friday phủ sóng sớm hơn và rộng hơn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Theo Việt Trung thấy thì nhiều cửa hàng đã tiến hành triển khai chương trình Black Friday trước 2-3 ngày. Nhưng mà Việt Trung và quý vị khán giả, chúng ta cũng cần lưu ý, cẩn trọng khi mua hàng dịp này, tránh việc quá sa đà vào ma trận giảm giá mà chưa biết đến nhu cầu hay là chất lượng sản phẩm như thế nào nhé. Mỗi năm chương trình này chỉ xuất hiện ở các cửa hàng kinh doanh quần áo, giày dép. Tuy nhiên năm nay, hầu hết các ngành khác đều quan tâm và hưởng ứng. Các cửa hàng kinh doanh trên khắp các tuyến đường tại thành phố Hồ Chí Minh đều có những chương trình giảm giá sâu lên đến 60-70%. Nhân dịp Black Friday này thì shop mình cũng muốn tổ chức để chi ơn khách hàng mua sắm giảm giá từ 20% cho đến 50%. Bên cạnh đó có những mặt hàng đồng giá 50.000. Tuy nhiên trước cơn sốt mua sắm này, nhiều cửa hàng đã lợi dụng để thanh lý các sản phẩm lỗi, hàng kém chất lượng hoặc đẩy giá lên cao so với giá thật để đánh lừa khách hàng. Vì thế, người tiêu dùng cần lưu ý một số mẹo như sau: kiểm tra nhãn mác sản phẩm, kiểm tra tính nguyên vẹn của sản phẩm, kiểm tra mệnh giá thật của sản phẩm. Khách hàng cần sáng suốt lựa chọn, không để nhầm lẫn hoặc hụt giá, cần chuẩn bị và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi chọn mua sản phẩm, phòng trường hợp mua phải hàng kém chất lượng. Thưa quý vị, cũng trong dịp không khí mua sắm Black Friday đang bùng nổ, trong tuần cuối của chương trình, trân trọng cảm ơn khách hàng 2017. Từ nay đến ngày 26 tháng 11, hệ thống siêu thị Co-op Mart và Co-op Extra trên cả nước sẽ thí điểm tạo hiệu ứng Black Friday đầu tiên của hệ thống bán lẻ hàng tiêu dùng hiện đại trên cả nước. Theo đó, Co-op Mart tổ chức chương trình giảm giá khủng cho hàng loạt các sản phẩm của các mặt hàng thực phẩm công nghệ, đồ dùng gia đình, thời trang, các sản phẩm thương hiệu Co-op Mart và hóa phẩm. Chương trình này cũng nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các nhãn hàng nhằm tạo hiệu ứng mới mẻ. Dự kiến sẽ có tất cả hơn 50.000 sản phẩm tham gia sự kiện giảm giá đặc biệt này. Cụ thể, trong chương trình lần này, khách hàng sẽ được mua các sản phẩm có giá khuyến mãi như bếp ga đôi mặt kiến Blue Star NG5910 có giá 649.000 đồng, bình đun siêu tốc Inox Kangaroo 1,8 lít có giá 145.000 đồng. Bộ combo nhà bếp đặc biệt gồm 4 sản phẩm có giá 349.500 đồng và nhiều sản phẩm khác như áo quần, giày dép, mũ nón, cây lau nhà, nồi hầm inox bếp từ, bộ chăn ga gối đệm, bình nước nhựa. Nếu như quý vị đang có ý định mua sắm thiết bị nội thất, thủ công mỹ nghệ để tân trang căn nhà của mình trong dịp cuối năm, hãy dành thời gian để ghé thăm hội chợ Vifa Home 2017 diễn ra từ nay cho đến ngày 26 tháng 11 năm 2017 tại nhà thi đấu Phú Thọ, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều mặt hàng cũng đang được bày bán với các chương trình ưu đãi hấp dẫn. Đến hội chợ đồ gỗ và trang trí nội thất Vifa Home, người tiêu dùng sẽ được tham quan và mua sắm những sản phẩm đồ gỗ cũng như là những sản phẩm trang trí nội thất, mỹ nghệ như là đèn trang trí, thiết bị nhà bếp, phòng tắm, thủ công mỹ nghệ của các doanh nghiệp trên khắp cả nước. Các mặt hàng đa dạng, phong phú về kiểu dáng để khách hàng dễ dàng chọn lựa cho không gian nội thất của gia đình. Cái điểm mới nhất và nổi bật trong cái hội chợ lần này là chúng tôi yêu cầu tất cả các doanh nghiệp tham gia triển lãm mà có sử dụng gỗ từ nguồn gốc tự nhiên đều phải thực hiện trách nhiệm giải trình. Và đây là đơn vị đầu tiên cũng là lần đầu tiên ở trong cả nước yêu cầu các doanh nghiệp ở trong nước phải thực hiện trách nhiệm giải trình. Ngoài ra, hội chợ được tổ chức trong dịp khuyến mãi lớn nhất năm nên người tiêu dùng sẽ nhận được những chương trình ưu đãi lớn khi đến tham quan như là các mặt hàng nội thất khuyến mãi lên đến 50% cùng nhiều ưu đãi tặng kèm khi mua các thiết bị nhà bếp và nhà tắm, vân vân. Tiếp theo sẽ là một số gợi ý của chúng tôi dành cho quý vị đang có ý định tham quan hoặc là du lịch trong kỳ nghỉ tháng 12 sắp tới. Nếu đang có kế hoạch đi chơi dài ngày, quý vị có thể đến với Lapland, một tỉnh của Phần Lan, vốn được coi là quê hương của ông già Noel. Đây luôn là điểm đến hấp dẫn du khách để có thể thưởng thức không khí Noel trong mùa đông sắp tới. Thành phố Rovaniemi, thủ đô của vùng Lapland, được xem là thủ phủ của ông già Noel. Cách thành phố Rovaniemi khoảng 8 km và nằm ngay vòng đai Bắc Cực là ngôi làng nổi tiếng của ông già Tuyết. Bên cạnh văn phòng của ông già Noel, bạn có thể ghé thăm các điểm tham quan giải trí hấp dẫn khác như là công viên Santa Claus hay công viên xe máy tuyết băng cực, nơi bạn có thể lái những chiếc xe máy thiết kế đặc biệt để chạy trên tuyết quanh thị trấn, hoặc ghé thăm phòng triển lãm về Giáng sinh Christmas Exhibition để tìm hiểu về truyền thống Giáng sinh của người Phần Lan.
Mùa đông Lapland còn hấp dẫn du khách ở hiện tượng thiên nhiên kỳ thú, Bắc Cực Quang. Nếu bạn không có cơ hội quan sát cực quang trong chuyến du ngoạn bằng xe trượt ban đêm, bạn vẫn có thể chứng kiến hiện tượng kỳ diệu này tại bảo tàng Bắc Cực Quang Arkikum. Để đến Phần Lan, bạn có thể đặt mua vé máy bay của hãng Malaysia Airlines với mức dao động từ 768 đô la, khoảng 17 triệu 500 đồng cho vé một chiều. Còn nếu chưa thỏa mãn với đất nước Phần Lan, Nepal sẽ là một địa điểm tham quan lý tưởng không kém cho các du khách vào tháng 12 tới đây. Với hệ sinh thái tự nhiên độc đáo, đền đài cổ, những ngọn núi hùng vĩ và kho tàng văn hóa ấn tượng. Đến đây, quý vị có thể trải nghiệm hệ sinh thái tự nhiên của vô số những loài chim quý hiếm và chim thiên nhiên, gồm sếu Sara và gà Imperial. Nơi đây có hơn 800 loài chim được biết tới, chiếm gần 10% tổng số loài chim trên thế giới. Tại Kathmandu, thủ đô của Nepal, các bạn có thể tìm ra được những cung điện, đền thờ và di tích Phật giáo cổ xưa nhất, được cho là xây dựng vào thế kỷ thứ 3 trước công nguyên. Còn với những ai ưa thích mạo hiểm, hãy tự mình thưởng thức không khí choáng ngợp của dãy Himalaya hoặc các ngọn núi khác không kém phần hùng vĩ như là Hilonchuli, Annapurna Hamachapuhe. Giống với Ấn Độ, khi đến với Nepal, các bạn sẽ phải ăn bốc. Nhưng theo đà phát triển du lịch, nhiều nơi tại Nepal cũng bắt đầu bán thức ăn với dao nĩa để sẵn. Quý vị có thể tham khảo các đại lý du lịch như là Saigon Tourist, Viettravel để có thể biết thêm chi tiết về chương trình tham quan với mức giá thiết kế dao động từ hơn 30 triệu đồng. Thưa quý vị, như đã giới thiệu ở đầu chương trình, ngày hôm nay, Mùa Dị Ở Đầu sẽ tiếp tục chu du đến vùng đất An Giang, nơi được mệnh danh là Tiểu Miền Tây Sông Nước, để khám phá những món ăn đặc sắc, đại diện cho tinh túy ẩm thực ở nơi đây. Và cũng bật mí thêm là không chỉ được thưởng thức hương vị thơm ngon độc đáo, chúng ta cũng sẽ học được cách chế biến những món ăn đó. Còn chần chờ gì nữa mà không cùng MC Kim Thảo tìm hiểu ngay đó là những món nào nhé. Cuộc hành trình khám phá ẩm thực An Giang thì ngay bây giờ Kim Thảo xin mời quý vị cùng theo chân Kim Thảo để tìm hiểu các loại mắm loại khô tại chợ Châu Đốc, nơi được mệnh danh là vương quốc mắm của Tây Nam Bộ. Chợ Châu Đốc ở thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang là địa điểm kinh doanh các mặt hàng mắm thủy hải sản khô lớn nhất miền Tây Nam Bộ. Mỗi năm chợ Châu Đốc cung cấp hàng nghìn tấn thủy hải sản khô cho người tiêu dùng cả nước và các quốc gia lân cận như Lào, Campuchia. Thực sự là dạo quanh một vòng chợ Châu Đốc thì Kim Thảo nghe mùi mắm rất là nồng nặc luôn. Bởi vì Kim Thảo đang lạc vào hàng trăm gian hàng mắm và gian hàng khô, nơi mà có những sắc màu đỏ, trắng, tím rất là đặc sắc. Quả thật là không hổ danh là vương quốc mắm. Cô ơi, hàng mình con thấy là có nhiều loại mắm thì không biết là cô có thể nào giới thiệu cái loại mắm nào mà để người dân dễ tìm mua nhất được không cô? Thường thì ta thích ngày nhé. Mắm Thái dễ ăn, về mình ăn sống đổ ra là mình ăn là phải chín hết rồi. Dạ. Về mình để tỏi hết rồi vô thịt ba rọi luôn, đập vô là ăn với rau sống. Cái này cá lóc, cái này phi lê là nạc không. Cái này lóc con, cái này là dưa, dưa đủ, cái này dưa rang, đủ nhuyễn. Ở này là sạc linh để nấu lẩu, cũng nấu lẩu mắm. Cái này là ăn sống, ăn thử. Ăn sống luôn á. Dạ, cái này là mắm cá chốt hả cô? Là mình ăn ăn sống được luôn. Dạ, cho con thử nha cô. Cái Thảo nghĩ là nó sẽ mặn lắm nhưng mà thật ra thì nó rất là đậm vị. Nếu như mà ăn kèm với lại bún hoặc là thịt luộc rau sống như là cô chỉ thì rất là tuyệt vời luôn. Dạ thưa cô, vậy thì khô nào là dễ chế biến nhất và mình phải bảo quản như thế nào hả cô? Khô thì khô lóc, khô sạc. Ở đây có khô lóc, khô sạc chứ không phòng. Mà khô cái mình mua dịch phải để tủ đông chứ mình để ngoài thì nó bị hư, nó mau hơn. Mắm cá linh, cá lóc, cá sặc, ba khía, bồ hấp được bày từng chậu cao ngồn ngộn với màu vàng hường bắt mắt và mùi thơm đặc trưng. Loại mắm được du khách ưa chuộng nhất là mắm Thái, phần thịt phi lê cá lóc và trộn cùng đu đủ thái sợi. Giá các loại mắm khô mắm ở đây dao động từ vài chục ngàn đồng đến hơn 100.000 đồng một ký. Chuyến xe khám phá ẩm thực An Giang tiếp tục lăn bánh. Món ăn tiếp theo mà Mua Gì Ở Đâu muốn giới thiệu sẽ là tung lò mò, một đặc sản của người Chăm Châu Phong. Kim Thảo đang có mặt tại cơ sở tung lò mò Anas và đây là một trong những món mà đặc sản của dân tộc Chăm. Và ngày hôm nay thì đồng hành cùng với Kim Thảo chính là chú Vũ, chủ cơ sở của tung lò mò. Và chú sẽ hướng dẫn cho chúng ta về quy trình làm ra món tung lò mò. Dạ, chào chú, thì cho con hỏi là tại sao mình lại có cái tên gọi là món tung lò mò? À, cái tên này là tên của người dân tộc Chăm. Thật sự ra nếu mình dịch ra tiếng Việt là gọi là lạp xưởng bò. Vậy thì là mình có những cái nguyên liệu nào hả chú? Thì nguyên liệu của nó cũng rất là đơn giản lắm. Ví dụ như ở đây là thịt nè,
hoặc là với mỡ nè, mình pha trộn với nhau là nguyên thủy của nó là thịt bò với mỡ bò với muối, tiêu, đường. Quý vị ơi, công đoạn mà nhét thịt vô như vậy thì nó dễ, Kim Thảo làm được. Mà chú ơi, không có phải đơn giản là chỉ có những cái gia vị đơn thuần như vậy đâu, mà con nghĩ là phải có bí quyết nữa đúng không chú? Đúng, cái bí quyết của nó cũng là đơn giản thôi. Dạ. Thứ nhất là con bò bên đây mình làm là con bò nóng. Hạ con bò xuống là mình lấy cái thịt nóng đem về làm liền, mới giữ được cái hương vị của nó thơm. Khi mà mình nướng lên nó vẫn là cái giữ cái mùi thơm của nó. Tung lò mò có thể nướng trên bếp than hoặc chiên không dầu trong chảo, trở đều liên tục cho đến khi miếng thịt chín vàng đều, tỏa hương thơm ngào ngạt. Tung lò mò ngon nhất là ăn kèm với rau thơm, kẹp trong bánh mì và chấm nước tương. Cắn một miếng, bạn sẽ cảm nhận được đủ dư vị lạ trong miệng. Xin mời quý vị hãy cùng Kim Thảo thưởng thức món tung lò mò này nhé. Thưa quý vị, Kim Thảo cảm thấy là mùi vị phải nói là không phải là hương vị độc đáo nữa, mà là một hương vị rất là lạ, rất là đậm đà mà từ trước giờ Thảo mới được thử. Cảm giác cho cái vị lạp xưởng của mình nó vừa chua nhẹ nhẹ mà có vừa cay mà vừa ngọt nữa. Nói chung là nó hòa quyện hết những cái gọi là tinh hoa gia vị ẩm thực vào trong hết cái món tung lò mọ này. Thì không biết là con nói như vậy thì nó có đúng với cái vị lạp xưởng này không ạ? Đúng rồi, rất đúng rồi, nhận xét này rất đúng. Tung lò mò ở cơ sở Anas bao gồm loại nhiều mỡ và ít mỡ với giá dao động từ 200.000 đến 220.000 đồng một ký. Các bạn có thể mua trực tiếp tại địa chỉ số 359, tổ 7, ấp Vĩnh Xoài, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu. Khi nhắc đến vùng đất bảy núi, mua gì ở đâu không thể không giới thiệu một đặc sản địa phương gắn liền với đồng bào dân tộc Khmer nói riêng và người dân An Giang nói chung, đó chính là đường thốt nốt. Nước thốt nốt sau khi thu từ trên cây sẽ được nấu khoảng từ 4 đến 6 giờ là cô đặc lại thành đường chảy. Sau khi cô đặc đạt yêu cầu, đường thốt nốt sẽ có màu vàng cam đặc trưng và được chuyển đến các cơ sở sản xuất. Khi ghé lại tỉnh Biên, An Giang, quý vị có thể mua được nhiều loại đường cục, đường mịn thốt nốt tại các chợ lớn nhỏ và nhà người dân với giá từ 20.000 đồng một ký. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Chúc quý khán giả có những ngày cuối tuần vui vẻ bên gia đình và bạn bè. Quý vị có thể theo dõi thêm chương trình Mua gì ở đâu của chúng tôi thông qua kênh Facebook và YouTube theo địa chỉ bên dưới màn hình. Còn bây giờ, Phương Nguyên và Việt Trung xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào thứ hai tuần tới cũng trên kênh HTV7.